Dự án xây dựng nhà xe Bệnh viện Chợ Rẫy, một bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và cải thiện dịch vụ của bệnh viện. Dự án nhằm mục đích tạo ra một nhà xe hiện đại và tiện nghi, đáp ứng được nhu cầu đổ xe nhân viên bệnh viện. Công trình được khởi công ngày 26 tháng 4 năm 2021 và hoàn thành thi công xây dựng vào ngày 30 tháng 5 năm 2023. Nhà xe mới sẽ có sức chứa lớn, đủ để đổ được số lượng xe tăng lên, đáp ứng được nhu cầu đổ xe trong thời gian tới. Nhà xe bệnh viện mới gồm 2 tầng hầm, 1 tầng trệt và 3 tầng nổi, với diện tích sàn là 9.700m2. Theo vận hành, 2 tầng hầm và 3 tầng nổi dùng để xe máy, còn tầng trệt để ô tô. Công suất dự kiến 48 ô tô, 2.700 xe máy. Đến nay, nhà xe đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ tất cả nhân viên của bệnh viện. Để người gửi xe hiểu rõ và sử dụng nhà xe mới một cách hiệu quả, sau đây là một số lưu ý. Đối với ô tô vào bệnh viện bằng cổng 1A. Khi vào cổng, ô tô di chuyển vào tầng trệt. Lúc này, tài xế lấy sẵn thẻ gửi xe để táp thẻ khi qua kiosk kiểm soát. Tiếp đó, quan sát mũi tên chỉ hướng di chuyển vào bãi đổ xe. Hãy chắc chắn rằng bạn di chuyển theo hướng được chỉ định trên mũi tên, rồi vào các làn đổ xe phù hợp. Trong trường hợp có nhân viên hướng dẫn, hãy tuân theo hướng dẫn của họ. Hãy đảm bảo đổ xe một cách gọn gàng và không cản trở lưu thông của các phương tiện khác. Ô tô ra bệnh viện bằng cổng 1B. Để đến được cổng 1B, tài xế chuẩn bị thẻ xe trước, di chuyển xe theo hướng chỉ dẫn của mũi tên để đến kiosk kiểm soát. Khi ra khỏi nơi đổ xe, hãy điều khiển xe một cách an toàn và chậm lại khi cần thiết. Nếu có bất kỳ yêu cầu hoặc hướng dẫn cụ thể từ nhân viên đổ xe hoặc biển báo, hãy tuân theo để đảm bảo an toàn và trật tự giao thông. Đối với xe hai bánh. Xe hai bánh được sử dụng ở 3 tầng nổi và 2 tầng hầm. Nguyên tắc sử dụng: hết hầm B1 đến hầm B2. Khi hai hầm hết chỗ thì sử dụng 3 tầng nổi. Hết tầng 2 đến tầng 3 rồi đến tầng 4. Người đi xe hai bánh vào bệnh viện bằng cổng 1C. Khi vào, di chuyển theo mũi tên chỉ hướng để xuống tầng hầm. Lái xe lấy sẵn thẻ gửi xe để táp thẻ khi qua kiosk kiểm soát. Tại khu kiểm soát thẻ tầng hầm B1 có 4 trụ kiểm soát thẻ, mỗi bên 2 trụ. Nhân viên di chuyển và táp thẻ trước khi vào nơi để xe. Tiếp đó, quan sát mũi tên chỉ hướng di chuyển vào chỗ để xe. Luôn tuân thủ quy tắc ưu tiên cho người đến trước và chỉ để xe ở những nơi cho phép. Nếu có bất kỳ quy định hay biển báo đặc biệt nào, hãy tuân thủ để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp hai hầm đã kín chỗ, khi di chuyển từ cổng 1C vào, lái xe sẽ nhận được một hướng dẫn để di chuyển phương tiện lên tầng nổi. Tương tự như hai hầm, lái xe lấy thẻ gửi xe để táp thẻ khi qua kiosk kiểm soát.
đó, theo mũi tên chỉ hướng để lên tầng để xe. Hãy đảm bảo rằng phương tiện được để đúng chỗ và không gây cản trở cho người khác. Xe hai bánh ra bệnh viện bằng cổng số 7. Ở cả hai tầng hầm, 3 tầng nổi, lái xe rời khỏi nhà xe theo hướng được chỉ định trên mũi tên đến kiosk kiểm soát để táp thẻ. Tiếp đó, theo chỉ dẫn để ra cổng số 7. Lái xe cần lưu ý những thông tin sau. Giảm tốc độ khi đi vào nhà xe, lưu thông trong khu vực nhà xe. Chuẩn bị trước thẻ gửi xe và phải táp thẻ khi qua kiosk kiểm soát. Đổ xe theo hướng dẫn của nhân viên và để xe gọn gàng. Quan sát, giảm tốc độ và thận trọng khi lên xuống ram dốc. Cẩn trọng khi trời mưa. Không đi bộ lên xuống qua ram dốc. Tuyệt đối không hút thuốc khu vực nhà xe. Không phận sự không vào các phòng kỹ thuật. Không tự ý điều chỉnh các tủ hệ thống trong khu vực nhà xe. Bên cạnh những thông tin trên, nhà xe còn có hệ thống quản lý hiện đại giúp theo dõi và quản lý thông tin về việc đổ xe và tiếp nhận phương tiện dễ dàng. Nhà xe tạo ra một môi trường để xe thuận tiện và an toàn cho tất cả các thành viên của bệnh viện. Việc này sẽ không chỉ giúp cải thiện dịch vụ y tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giảm áp lực về vấn đề để xe. Việc xây dựng nhà để xe cho nhân viên là một cách tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có một môi trường công tác tốt. Ban lãnh đạo bệnh viện hiểu rằng việc xây dựng nhà để xe cho nhân viên không chỉ đơn thuần là một công trình vật liệu, mà là một nỗ lực tôn trọng và quan tâm đến nhân viên, góp phần tạo dựng một môi trường làm việc tốt đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người.